Eddy Nait Slimani quần đỏ chạm trán Antoine Habash tại sự kiện Mông Tơ các lô vai tình châu Phi 2017 trong trận tranh đai WAVO cổ lại ông tơ đây quả thực là một cuộc đấu ngang tài ngang sức, tuy nhiên người xuất sắc hơn đã giành chiến thắng xứng đáng và Slimani là người chạm tay vào đai vô địch. Hai tay người tung cước của võ sĩ này khiến đối thủ không kịp đỡ đòn và các bác sĩ ngay lập tức phải làm việc sau khi Habash đổ gục xuống sàn. Eddy Nait Slimani a été invaincu pendant un moment. Et la question qu'on se pose. Ah, c'est bien, prochainement. Ah, le seul truc qui arrive au visage pour. Oh, et son visage qui trouve la solution avec ce coup de pied retourné. Magnifique. Voilà, deuxième reprise pour la Formule 1 et pour le tennis. C'est très très haut.